Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt một số cơ sở, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh trên địa bàn. Các quyết định được ban hành vào ngày 1 và 2 tháng 11. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Korea, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại 394 đến 396 Cao Thắng, quận 10 bị phạt 12 triệu đồng. Cơ sở này vi phạm các nội dung như người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh. Cũng tại địa chỉ 394 đến 396 Cao Thắng, bác sĩ Hoàng Xuân Lý, gây mê hồi sức chuyên khoa thẩm mỹ, đã tẩy xóa sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm sai lệch thông tin về khám chữa bệnh. Bác sĩ này đã bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong một tháng. Điều dưỡng Phùng Thị Quý bị phạt 1 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục theo quy định. Thanh tra Sở Y tế cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của điều dưỡng này trong một tháng. Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ngọc Huệ, chủ hộ kinh doanh phòng khám da liễu Minh Phương tại số 280 Chu Văn An, quận Bình Thạnh bị phạt 4 triệu đồng. Nội dung vi phạm gồm lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo quy định, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bác sĩ này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 2 tháng. Ngoài ra, thanh tra sở y tế cũng giải quyết định xử phạt 45 triệu đồng với Trần Thị Thủy Linh, chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Berry tại số 84C Trần Quốc Toản, quận 3. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Cũng trong danh sách lần này, Nguyễn Thu Vân, chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ viện Cao Kim tại 69-69A đường 3 trên 2 quận 10 bị phạt 25 triệu đồng. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi bổ sung đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Theo thanh tra Sở Y tế, cơ sở này đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể xăm, phun thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên khoa thẩm mỹ. Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Quỳnh Như tại địa chỉ trên bị phạt 35 triệu vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.